nếu dòng máy bay dân sự SSG-100 của tập đoàn Sukhoi tiếp tục phải tăng năng suất lên gấp 3 từ nay đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu của ít nhất 5 khách hàng lớn tại khu vực Trung Đông, thì các mẫu máy bay quân sự của Nga cũng được thị trường này đặc biệt quan tâm. Cụ thể, trong ngày 8 tháng 11, Bộ Quốc phòng Indonesia đã quyết định mua Su-35 sau nhiều tháng thương lượng nhằm thay thế cho dòng máy bay chiến đấu NORTHCOM F-5 Tiger II do Hoa Kỳ chế tạo. Cùng ngày, truyền thông Nga cho biết tập đoàn Rostec đã chính thức ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran và đang đàm phán cung cấp các hệ thống phòng không tầm cao và tầm xa Antey 2500 và tầm trung Buk cho quốc gia Bắc Phi, Ai Cập. Tác giả Stanley Cavaho của hãng tin Reuters nhận định xung đột và giao tranh tại Trung Đông đang khiến nhu cầu đối với máy bay quân sự tăng mạnh bất chấp sự biến động của giá dầu mỏ trên thế giới. Minh chứng cho nhận định này, đại diện của tập đoàn Rostec thừa nhận doanh thu của hãng có thể giảm từ 10 đến 15% trong giai đoạn 2016-2017, nhưng tình hình an ninh bất ổn vẫn sẽ khiến nhu cầu gia tăng. Hiện có hơn 500 trực thăng các loại của Nga đang được triển khai tại các điểm nóng ở Trung Đông và Bắc Phi. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Rostec đang đàm phán để xây dựng cơ sở sản xuất trực thăng tại Ấn Độ và dự kiến mở trung tâm bảo dưỡng trực thăng tại Ai Cập trong năm 2017, khi quốc gia này đang sở hữu tới 77 chiếc trực thăng của Rostec. Trong khi đó, cũng góp mặt tại triển lãm hàng không Dubai năm nay, nhưng đại diện của Hoa Kỳ là Boeing lại gây thất vọng khi buộc phải tạm hoãn nhiều bản hợp đồng đối với các đối tác vùng vịnh. Nguyên nhân là do chưa có sự chấp thuận của chính phủ khi việc đàm phán mua bán vũ khí hoàn toàn do đại diện của chính phủ hai bên đảm nhiệm. Theo Reuters, Boeing dự kiến sẽ bán 28 máy bay FA-18EF cho Kuwait và 12 máy bay F-15 cho Qatar với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khả năng các bản hợp đồng này sẽ phải hoãn sang năm sau khi chính phủ Hoa Kỳ hiện chưa muốn mở rộng thỏa thuận mua bán vũ khí, bất chấp nhu cầu ngày càng gia tăng tại khu vực này trong những năm gần đây.